Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay. Hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là quạt kép nước của Kia Karen, máy xăng đời 2011, sản phẩm của hãng Dowon Hàn Quốc. Mã của sản phẩm là 253801D100 F30043 -0850. Chúng ta đây là mã OEM quốc tế, có thể tra hai mã này là sẽ ra hình ảnh của cái quạt cũng như cấu tạo. Đây Fanmoto AC Radiator, tức là quạt sử dụng cho két nước, và số lượng là một cái. Đây là cái mã vạch của sản phẩm. Quy cách đóng gói của sản phẩm thì mỗi một sản phẩm sẽ được nhà sản xuất đóng gói trong một hộp, bởi vì đây không phải là motor rời mà đây nó bao gồm liền cả cánh, cả quạt. Đây là hãng Dowon này, và đây là những cái mà người ta chú thích cho mình để mình lưu ý này. Thứ nhất là che mưa, thứ hai là tránh va đập, thứ ba là để thẳng lên, thứ tư là xếp là theo đúng chiều. Đây là các cái ký hiệu thì rất là đơn giản rồi, em chỉ giải thích sơ qua thế thôi. Tiếp đến em sẽ mở ra để mọi người cùng xem bên trong của sản phẩm. Đây, trong vỏ hộp của hãng thì cũng có ghi kích thước luôn. Đó là chiều dài của cái vỏ hộp nó sẽ rơi vào 73cm, chiều ngang 53 và chiều cao của nó là 15. Đây ạ, anh em nhìn thấy không ạ? Đây, với cái dòng quạt này thì nó sẽ liền cái chở quạt luôn để bảo vệ độ bền cho quạt. Đây là chở sứ, đây là chở quạt két nước anh em nhé, để cái bảo vệ cái quạt đây ạ. Phía đây là mặt cánh của nó. Cánh của nó thì được cấu tạo hoàn toàn bằng nhựa cao cấp. Đây ạ, anh em nhìn này, em sờ này, nó rất là chắc chắn. Đây là cái hướng của cái chiều gió. Và cái này thì nó có bắt khác biệt so với cái dòng của xe Nhật hay xe Mỹ. Đây là ba cái ốc để anh em bắt cánh quạt vào đây. Đây, trên hãng người ta cũng dập luôn Dowon cánh quạt. Đây, và mặt sau của đây người ta cũng có lưu ý cho anh em chúng ta này. Đấy, là tránh va đập mạnh này, và không cho quạt vào, và không có cho quạt, và lưu ý không cho giấy vào trong cái lồng quạt này. Những cái chi tiết này nhỏ nhỏ nhưng mà rất là quan trọng đấy ạ. Nhưng nhà sản xuất người ta đã phải chú thích như thế để cho anh em và người sử dụng cũng biết. Và đây là cái mã của cái lồng quạt đấy ạ. Đây là cái tên Hàn Quốc. Đây, về phía mặt sau của sản phẩm đấy ạ. Đây cũng là Dowon Made in Korea. Chúng ta cần thiết muốn xem cái mã thì nó cũng có hết ở đây ạ. Đây. Đây là phía motor của quạt. Thì motor này nó cũng bắt này. Em nhìn thấy không? Đây, nó bắt rất là hay, phải mở cánh quạt ra thì mới mở được motor, vì nó bắt ở mặt trên kia. Và cái mã của phụ tùng của nó cũng là F. Mã phụ tùng của cái motor là F0053A239. Sản phẩm được hãng Bosch, Hãng Bosch sản xuất cho Hàn Quốc. Anh em có thể nhìn này, bên trong các cái lõi đồng của nó này. Đây em soi cho anh em nhìn thấy không ạ? Đây, cái lõi đồng của nó rất chắc chắn, nhìn hàng chuẩn luôn. Nó không bị mạ nhờ như cái hàng liên doanh. Đây là những cái tai cài và bắt vào két nước đây ạ. Đây. Vâng, về cái khung nhựa bên ngoài gọi là lồng quạt ấy thì sản xuất 100% bằng nhựa anh em nhé. Đây. Và với cái giắc điện của cái này thì nó sẽ ra là 3 giắc điện. Đây ạ. Đây, một dây điện từ chở ăn ra đây và đi ra cái giắc điện này. Giắc điện ăn chở là để bảo vệ cái motor, để cho quạt hoạt động bền. Và đây là đường âm và đường dương để ra cái giắc điện. Vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua tới mọi người, đấy là cái sản phẩm quạt két nước của Kia Karen máy xăng 2011.
Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu tìm hiểu hỗ trợ về sản phẩm thì liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.